sẽ nới lỏng dần từ các hoạt động thiết yếu, nhưng đồng thời phải chủ động siết chặt hơn công tác phòng chống dịch trong trạng thái mới. Đó là kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua, ngày 9 tháng 6. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Báo cáo tại cuộc họp, các sở ngành quận huyện cho biết, sau khi thành phố nới lỏng một số hoạt động, phần lớn người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái mới, cũng như thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các lực lượng chức năng địa phương cũng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát đối với những hàng quán kinh doanh ăn uống, buộc các hộ này ký cam kết đảm bảo an toàn phòng chống dịch nếu hoạt động trở lại. Các chốt kiểm dịch, khu cách ly tập trung vẫn duy trì công tác phòng chống dịch chặt chẽ. Nhiều ý kiến đề xuất thành phố có phương án hỗ trợ cho người dân có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2, nhất là với những trường hợp khó khăn, yếu thế trong xã hội. Xem xét lại việc phát thẻ đi chợ trong thời gian tới và quản lý chặt hơn người từ địa phương khác trở về. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, sau khi nới lỏng thì người dân đã có ý thức rất tốt trong việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, các quận huyện cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, nhất là trong những ngày tới. Khẳng định thành phố vẫn nằm trong diện nguy cơ cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh. Tinh thần là chúng ta tháo gỡ dần dần những cái hoạt động thiết yếu, còn những gì chưa thiết yếu là không nên, để đừng tạo ra một sự chủ quan trong nhân dân. Tất nhiên là các chốt và các cái tổ COVID cộng đồng là chúng ta cũng phải tăng cường hoạt động để mà giám sát cái vòng ngoài cho nó chặt chẽ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở Y tế nghiên cứu, xây dựng kế hoạch xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19 cụ thể phù hợp. Đề nghị ngành giáo dục tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sắp tới.